Hồi sáng giờ á là anh thấy em khỏe khoắn, tươi tắn, hồng hào lại rồi đó nha. Chồng biết làm sao không? Tại vì tối hôm qua chồng massage chị em đã quá. Cái em ngủ ngon, thiệt là ngon. Một giấc luôn, sáng nay dậy thấy tràn đầy sức sống. Thấy thương quá à. Thôi bây giờ nè, thấy khỏe khoắn vậy là tốt rồi. Ăn một miếng trái cây cho nó có vitamin nè. Đây anh đút cho. Mâm mâm. Ngon không? Sao vậy? Trời chua quá. Ủa sao bà bán xoài bán nó ngọt mà? Không, chắc cái miếng này là ngay cái khía mà nó chưa có chín tới. Ăn ăn ngay cái khúc này nè, khúc này nó chín tới ngọt bùi nè. Này ngọt không? Ừ, ăn một miếng cho nó ngọt bờ môi nè. Miếng này chua nó hơn cái miếng trước luôn á. Anh mua xài gì mà chua quá vậy? Thấy ngọt rồi đó. Chua quá. Hai miếng thấy ngọt luôn. Anh sao á, nhìn cái miếng xài biết chua rồi. Thì vậy ta, anh ăn thấy ngọt mà. Sao em kỳ bị gì vậy? Em bị cái gì? Chua thì em nói chua chứ tự nhiên. À đúng rồi, đúng rồi. Chua chua chua. Anh hiểu rồi. Tại vì bây giờ em đang có thai á, nên em ngán, nên cái vị giác của em nó thay đổi. Nên không gì, ăn. Không mình ăn xoài đâu. Ăn lê, ăn một miếng lê cho nó ngọt liệm bờ môi nè. Ngọt không? Trời ơi, lê gì mà đắng dữ hả? Anh ngâm cái gì hả? Anh thấy ngọt liệm mà trời. Cái này bỏ đường hả? Sao ngọt quá vậy? Không có nước lọc bình thường á. Nó ngọt sọ cơ, không tin anh uống thử đi. Anh bỏ đường vô cho em đúng không? Đúng không? Ngọt đúng không? Cái này thì đắng, cái này thì ngọt nè. Cái này thì chua lè. Anh thương bà bầu ghê luôn vậy á. Anh thấy nó lạc nhắc à, mọi thứ bình thường mà. Thôi giờ em giờ em sao cũng đúng hết á. Không ăn này thì anh vô anh gọt mận cho em ăn. Trời ơi! Bé Mai! Trời, ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Không có chạy vậy đi chưa? Cô quên. Bé cái gì mà bé không biết nè. Khiên đem cái gì mà nặng chích. Đồ ăn thức uống đem qua là bồi dưỡng cho vợ con đó. Con thấy sao, ổn không? Trời, đồ bồi dưỡng cho vợ con á hả? Ừ. Vậy thì nhẹ tên. Để con vô con cất. Nè. Dạ. Mấy cái đồ ăn đó là để trong tủ lạnh, rồi á lấy ra ăn từ từ. Mà nhớ mỗi lần lấy ra ăn là phải hâm nha con. Dạ rồi. Khoan, cái túi màu hồng đó Quân là bé nấu cháo cá lóc cho mà Tiên nó ăn đó. Con lấy ra đem lên cho con Tiên ăn liền đi nha. Dạ có liền tay. Bé Mai nấu cháo cá lóc cho con hả? Trời, món đó con thích lắm mà. Thì con thích thiệt á, nhưng mà mấy bữa con ăn cháo cá tự nhiên nó con mất ói lắm. Nghe nói là con bị ốm nghén dữ lắm hả? Không hiểu sao nữa, người lúc con có bầu á hả, con cứ mệt trong người rồi cứ nghe mùi đồ ăn là con ói à. Nhưng mà mấy nay con thấy đỡ hơn rồi. Thì ăn thử coi, với lại là bé bỏ tiêu vô nhiều lắm. Nhiều khi cái mùi tiêu nó xông lên nó át cái mùi cá là con ăn con có ói đâu. Ăn thử coi nha, còn không được thì thôi nha. Quân à. Dạ. Ủa con ơi, bỏ cái tô cháo cá lóc ra thôi, mà lại mày lâu dữ gì con. Thôi chị đừng có la ảnh, bữa giờ ảnh giỏi dữ lắm. Trời ơi, vợ mình có bầu mà phải giỏi thôi. Gì chồng? Gì? Con sao vậy? Này, tôi. Trời ơi, con làm nhìn gì? Nhìn hấp dẫn như ta. Được không con? Ôi, bé Mai nấu là số 1 luôn. Thơm ơi là thơm. Nè chồng, thơm lắm luôn á chồng. Ê, chừng đầu tao đổ xuống mày. Sao vậy? Bị gì đó? Không muốn tôi cháo à. Tự nhiên chóng mặt, chay chấm mặt mặt. Biến vô tàu hối giùm đi. Trời đất ơi, ông hối ông xả xuống đầu tôi nữa. Ấy, lấy miếng dầu xanh chấm vô lưỡi đi con. Không bị gì vậy, con thấy cháo thơm mà. Nghe tôi cháo mà nói kiểu này á, ê, không chừng là nó ốm nghén thai con đó. Ốm nghén thai con là sao? Có nghĩa là bây giờ là con cảm giác là con ăn được là coi như nó ăn không được là nó ói à, có không? Không biết nữa. Ông ơi, ông có sao con? Không? Mệt quá. Sao vậy con, sao vậy? Nhưng ớn lạnh, nhưng lạnh cái ót quá. Nhưng ớn lạnh hả con? Gió trời, đâu nó thổi. Trời nóng quá mà ớn lạnh gì con? Chứ dẹp cái quạt. Quên. Tội nghiệp nó quá. Nè,
ối vậy lâu chưa hay là mới đây? Vậy từ hồi sáng giờ con thấy lạ rồi. Rồi sao con? Thì tự nhiên á, ổng cứ nghe mùi đồ ăn cái ổng ói ngọn ngọn á. Mà ngộ lắm nha, rõ ràng á là con ăn xoài, cái xoài nó chua muốn chết luôn, mà ổng thấy ngọt quá trời ngọt, không hiểu nữa. Đó là cái này là coi như là con ốm ngén thai vợ con đó. Là vợ con ăn cái gì được là con ói. Trời ơi. Hồi sáng giờ con ói, ói bảy bảy mấy lần lên. Ói giùm vợ con hả? Chết con rồi. Hôm nay giờ con bị ốm ngán gì, con mệt gì rồi ai chăm sóc vợ con đi trời. Con đừng có lo, cái này là chỉ thời kỳ đầu thôi nha. Rồi từ từ nó sẽ hết con nghe. Nghe. Đừng có lo. Như vậy vợ con đỡ mệt hơn, hiểu không? Ồ vậy hả? Em đỡ mệt hả? Không hiểu nữa, từ sáng giờ em thấy em khỏe lắm, em không có bị kiểu mà ợn ợn như mấy bữa nữa. Vậy thì không sao. Thì anh ốm ngán thai cho em mà em khỏe mạnh, em gì là anh vui rồi. Trời ơi, thương chồng quá à. Đúng là ông chồng quốc dân á. Ê, không được. Ông chồng của riêng một mình vợ thôi. Vậy cũng được nói gì. Bây giờ con ốm ngán thai, con mệt cỡ nào con cũng làm cho vợ con, biết sao vợ con khỏe được rồi. Nhưng mà tới lúc đẻ là vợ con phải đẻ, chứ con đẻ giùm không được. Không, không có chuyện đó đâu. Thời gian đầu thôi con nghe. Bởi vậy anh chịu hết vì em. Được. Thương chồng quá à. Gì còn ở đây mà tụi bay làm thấy ghê quá, tao mắc ói rồi. Tình cảm ghê quá. Không sao đâu. Ồ, cái tay của em mùi cá lóc. Sáng giờ 9 lần rồi. Không có gì hết, miễn sao là em khỏe là anh vui rồi. Nhiều khi nhậu xỉn ói còn thấy ghê hơn vậy nữa. Cố gắng nha, tội nghiệp chồng quá. Gì đâu, ấm ngán thai cho vợ mà. Em khỏe, con khỏe là anh vui rồi. Con khỏe đúng không? Đạp cho ba một cái, ba biết cái ba vui coi nè. Ê, em, có khi nào con mình không biết đạp không? Tào lao quá à. Con mình còn nhỏ xíu mà sao mà đạp được. Ha, lớn mới đạp chứ. Thôi, anh ngồi đây đi. Em lên nghỉ ngơi trước nha. Ủa? Em không đợi mẹ lên chung với anh hả? Ủa? Mẹ sáng mai mới lên mà. Thì anh cũng tưởng vậy. Nhưng mà khi mẹ biết được tin anh báo á, là lật đật thu xếp hết mọi công chuyện, rồi xong bắt xe lên liền. Nghe mẹ lên em thấy lo quá à. Làm gì lo, không có sao đâu. Mẹ biết em là có bầu không mà lên hỏi thăm vậy thôi hả? Chứ không gì hết, đừng có lo nghe. Nữa hả? Ôi, bữa nay chẳng một chục lần luôn rồi. Mẹ lên. Hả? Cái gì? Mẹ tính ở đây tới lúc tiên đẻ luôn hả? Chứ làm sao nữa. Mẹ nghe cái chuyện động thai là mẹ lo quá trời quá đất luôn vậy đó à? Cái đó chỉ là bất ngờ tai nạn thôi. Con á. Dạ. Sao con có thai mà con không nói cho mẹ hay vậy? Hả? Bộ con tính con lo một mình, nó không cần mẹ với thằng Quân hay sao? Dạ, không phải như vậy đâu mẹ. Thôi mà mẹ, chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ nói chung á là vợ con ổn, rồi bào thai cũng ổn luôn rồi. Ổn không? Thiệt ổn nè, đi khám về nè. Coi như là thai ổn định, phát triển đều tốt hết rồi mẹ, không có sao đâu. Vậy hả? Dạ. Nè, con nè, bây giờ á mẹ lên đây. Mẹ lên đây á là mẹ ở với tụi con ha. Rồi có cái gì á là mẹ sẽ chăm sóc cho tụi con theo cái cách mà ông bà xưa mẹ nói là phải nghe ha. An tâm đi, có mẹ ở đây bảo đảm mẹ tròn con vuông. Vậy thì hay quá, em yên tâm rồi. Mẹ, để con phụ cho. Không, còn ai biểu con làm vậy? Ngồi xuống đó để mẹ làm. Em hãy ngồi xuống dưới. Đây, để hai mẹ con anh. Đây, cá này để con, cá này vậy? Của con. Hey, cái này của vợ con. Không phải, để cho con, để con vẽ xương cho vợ con ăn. Trời đất quý thật. Em làm cái đâu em gắp được mà. Đúng, miếng đi ngon lắm, cái này làm nè. Đây nè, hồi nào anh giờ chưa bao giờ thấy vẽ xương cho tôi ăn nghe. Thì bây giờ mình ưu tiên cho bà mẹ trẻ trước đi, rồi xong con vẽ xương cho vợ con, xong rồi con vẽ xương cho mẹ thân yêu ăn. Cái thằng này cái miệng nó cứ ghê luôn vậy đó. Đây, để mẹ làm, đây nè, cái này của con, đây. Dạ. Đây, rồi để mẹ hỏi tính sao. Nè, ăn thử miếng đi, cái này thịt không ngon lắm, ăn đi. Ăn đi, ngon lắm á. Dạ, con mời mẹ. Tự tay mẹ kho đó nghe. Mời anh. Ăn đi. Mẹ kho chắc chắn là ngon rồi. Ừ, ngon thì ăn nhiều vô nha con.
Ăn gì cho có sức ha. Ăn cái vô cái nhai thấy thường ghê chưa nè. Ăn vô cho tốt cho cái bào thai á. Bên đây nè còn nữa nè. Đây phải có rau. Đó, dạ. Có rau. Ăn cá này nè là có iốt cho con nhiều lắm. Sau này nó thông minh nha con. Nha. Dạ. Đó, đây nữa nè. À, một miếng mỡ cá đi nè. Này hai miếng luôn. Béo ngậy luôn á. À. Nó giống em béo quá. Dạ sao thấy sao đồ ăn của mẹ nấu á rất là ngon luôn. Thấy con chưa? Ăn vô á con cảm thấy thấy sao con hả cái gì vậy con ơi, hồi nãy con vẽ xuống kỹ lắm mà. Ủa vợ con bị gì vậy? Bị gì vậy mẹ? Nó ngán đó. Vậy là chưa đủ đô rồi. Cái gì vậy? Vợ con ngán hay là con ngán? Vợ con ngán. Rồi con làm gì vậy? Cái cách này là cách trị mèo á mẹ. Em chưa đủ đô rồi, bước qua người anh nữa đi. Bước qua để làm gì? Anh nghiên cứu kỹ trên mạng rồi, vợ mà có bầu á là bước qua người chồng, chồng sẽ ốm ngán thay vợ. Em bước qua người anh đi. Thôi không có đâu, đứng lên đi mà. Có em bước rồi mà chưa đủ đô, giờ bước thêm đi. Trời ơi cái thằng dây mà cũng tần thiệt vậy hả? Thiệt mà. Em bước qua đi em. Thôi tầm bậy tầm bạ à. Bây giờ đứng lên, đứng lên đi. Đưa vợ con vô. Nên sao con? Sao rồi? Đưa đây. Đi vô trong. Hay, dạ. Thấy đỡ hơn chút nào chưa? Dạ đỡ rồi mẹ. Ừ. Ăn vô. Bây giờ vậy nè. Con á mà ra miếng nào thì mình phải ăn vô để bù đắp lại nghe chưa? Để cho có sức nghe không con? Nghe. Cứ ói ra ăn vô, ói ra là ăn vô nghe con nghe. Tạm thời cứ nghe cách của mẹ đi. Là bây giờ mình phải ăn cho có chất để bồi bổ cho bào thai. Rồi ói ra mình ăn vô, ói ra mình ăn vô. Ăn đi con. Mẹ với lại anh á đừng có lo. Sao không lo được? Hai người chăm sóc con chu đáo như vậy, con không ngán một chút có sao đâu. Mà mẹ, hình như ai có bầu cũng vậy mà phải không mẹ? Ai có bầu thì cũng ngán, nhưng mà mỗi người mỗi kiểu khác nhau à con ơi. Nhiều khi đô em đô mạnh á, nếu mà còn bị ốm ngán á, tối nay em cho bước vào đầu mình luôn, tăng đô lên bước. Đây nè, cái đầu là để thờ cha ông với lại tôi đó nghe ông con. Lo cho vợ con quá mà thiệt. Trời, tớ con của nội là ba con á là tưng hai mẹ con ngon lắm nha. Hai mẹ con là có phước cấm rồi đó nghe. Rồi xíu đi, vậy đi, vậy đi đâu nữa? Trời ơi, cái thằng đi đâu vậy không biết à. Cái gì để vậy? Để luôn, được, để luôn. Chị, để chi vậy hả? Nghe theo cái cách của mẹ là bây giờ phải ăn. Ăn vô rồi mình ói ra, ăn vô ói ra mình. Anh để ra là có gì ói ra rồi mình ăn vô lại cho có chất liền. Đỡ chạy ra chạy vô nó động thai. Đi nè. Thấy chưa? Con nhỏ nó không có ói. Đem cái này ra vậy mà nó mới ói đó ông. Đó, đừng có chạy quá chừng động thai bây giờ. Đây để anh hứng cho. Trời đất quỷ thần ơi.